Vâng, đối với học viên trong các nhà trường quân đội thì việc tiếp thu kiến thức không chỉ diễn ra ở trong giảng đường mà còn đến từ những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường nắng gió. Và để củng cố kiến thức toàn diện từ giảng đường tới thao trường cho học viên thì diễn tập cuối khóa được coi là một giải pháp rất hiệu quả khi đặt ra nhiều yêu cầu mang tính thử thách về thể lực, trình độ lý luận và cả năng lực thực hành. Và hãy cùng phóng viên Thời sự Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tìm hiểu về những bài học sinh động mà học viên có được từ quá trình tham gia diễn tập cuối khóa tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tìm nguồn nước sinh hoạt từ rừng thấm được đào cạnh các khe suối. Hay nấu những bữa ăn bằng bếp hoàng cầm ở giữa rừng. Trong điều kiện chiến đấu thực tế thì ngoài một thể lực bền bỉ còn cần khả năng thích nghi tốt. Đó là lý do vì sao ngay từ khi còn ở trên ghế nhà trường, các học viên phải rèn luyện khả năng sinh tồn trong điều kiện sinh sống dã ngoại tự nhiên. Bếp hoàng cầm ta dựng giữa trời, câu thơ quen thuộc trên trang sách này đã trở thành trải nghiệm sinh động của các học viên trường sĩ quan lục quân 1 trong thực tế. Nhờ đào đúng kỹ thuật, bếp hoàng cầm ta phát huy hiệu quả công năng, mang đến những bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho học viên trong quá trình diễn tập mà vẫn đảm bảo yếu tố bí mật. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt các biện pháp như là chăm lo, bảo đảm tốt đời sống, vật chất, tinh thần cho bộ đội. Mặc dù là nấu bếp, nấu ăn bằng bếp hoàng cầm, nhưng mà chúng tôi vẫn bảo đảm được cơm chín, nước sôi và duy trì sinh hoạt bộ đội là bảo đảm sức khỏe. Hành quân không chỉ là rèn luyện thể lực mà còn là thử thách về tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết của mỗi học viên. Những bước chân không được phép ngừng nghỉ bởi có thể làm ảnh hưởng tới đồng đội phía sau. Trên những con đường gập ghềnh, sỏi đá, nhiều lúc phải đi bằng ý chí, họ đã có thêm những bài học thực tế mà không trang sách bài giảng nào có được. Trước đây thì khi học tập công tác tại nhà trường, thì chúng tôi đã được học về công tác dân vận trong quá trình chiến đấu. Nhưng mà đến khi quá trình thực hiện diễn tập thực tế thì tôi mới thấy được giá trị quan trọng cũng như tầm quan trọng của công tác dân vận. Nó cũng là một hành trang cho chúng tôi trong quá trình sau này trên các cương vị chỉ huy thì có thể vận dụng. Trong diễn tập cuối khóa năm nay, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã kết hợp hiệu quả phương pháp diễn theo đạo và đạo theo diễn trong nội dung chiến thuật. Khi không thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc không đúng ý định, ban chỉ đạo, tổ đạo diễn đã chủ động bổ sung tình huống để dẫn dắt, điều chỉnh, hướng cho khung tập thực hiện nhiệm vụ. Từ đó giúp học viên hình thành tư duy, nâng cao khả năng phân tích tình hình nhưng vẫn đảm bảo tính bí mật về ý định của tình huống. Từ những cái tổ chức phương pháp đạo diễn, diễn tập như vậy đã nâng cao được cái năng lực thực hành cho học viên, đặc biệt là vận dụng kiến thức đã học và làm công tác chỉ huy tham mưu, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật vào trong xử trí các tình huống, rèn luyện tác phong chỉ huy chiến đấu sát với thực tế. Hành quân xa mang vác nặng, sinh hoạt, huấn luyện trong điều kiện khắc nghiệt. Khi vượt qua những thử thách này, những học viên quân đội sẽ thêm trưởng thành, rắn giỏi để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.